Thưa các anh chị em, chúng tôi đang có mặt tại quận 16. Và trên đường Miromenins, lực lượng cảnh sát có mặt tại đây và khá đông đảo. Các anh chị em làm YouTube, xin các anh chị em được phút nào hay phút đó chuyển ngay những hình ảnh livestream này. Vâng, trước mặt các anh chị em là phóng viên Tường An. Đà quận 8, Rue de Miromenins. Tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam họ nằm ở trên đường Miromenin số 56. Các xe cảnh sát là dày đặc. Xin lặp lại cùng với các anh chị em, những anh chị em nào có mặt trên màn hình xin ghi hình lại, xin ghi lại trên YouTube, xin ghi lại để chuyển sang YouTube được phút nào hay phút đấy, bởi vì tôi vừa mới bị hư, vừa bị khóa một live stream khoảng được 3 hay 4 phút. Trước mặt chúng ta là những người Việt tự do. Bây giờ là 8 giờ 8 giờ khoảng 8 giờ 20 phút tại Paris quận 8. Giờ này là giờ rất là khó để có thể tụ hợp nhau lại. Cho nên đây là một cuộc biểu tình mini. Vâng, xin lặp lại với các anh chị em một lần nữa là nếu livestream này bị hư, tôi sẽ phải buộc lòng dùng một cái account khác để truyền tải hình ảnh cuộc biểu tình mini ngày hôm nay. Và xin các anh chị em làm truyền thông bên Facebook và YouTube, các anh chị em ghi lại hình ảnh để chuyển sang YouTube được phút nào hay phút đó, bởi vì tôi nghĩ rằng sẽ bị phá tiếp tục. Đây là bác sĩ Linh. Dạ, kính ạ.
hầu hết những khuôn mặt đấu tranh của Paris đều có mặt tại đây. Các anh chị em Việt Tân cũng có mặt và các anh chị em quân nhân cũng có mặt, là kính anh. Dạ, trước mặt các anh chị em là anh Bình, một vị sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thuộc tâm lý chiến và sống cùng ngòi bút là nhà thơ, chiến đấu cùng với chúng ta, cùng với công cuộc tranh đấu cho tới ngày hôm nay. Đến những tù nhân đang bị giam cầm tại Việt Nam. Anh chị em đừng có like. Xin các anh chị em không có gửi icon và không có bấm like trong những phút này, bởi vì rất là yếu. Cái hệ thống phòng thủ của các máy của tôi là, để dù đã dùng tối đa, dùng cả hệ thống G7 của bên taxi, nhưng chúng ta cần phải giữ cái sóng này, cho nên xin các anh chị em đừng gửi icon này. Cảm ơn các anh chị em. Và các anh chị em hoạt động truyền tải các clip Facebook live stream lên trên YouTube, xin các anh chị em chụp lại ngay màn hình, bởi vì chúng ta không chắc chắn là live stream này có được đi đến nơi về đến chốn hay không. Mong các anh chị em giúp chúng tôi để truyền tải thông tin đi rộng. Và tưởng niệm tất cả những thường dân đã bỏ mình trên biển cả và trên đường núi, và tất cả những đồng bào đã bị chết oan ức dưới bàn tay bạo tàn của Việt Cộng. Phút phát hiện bắt đầu. Phút phát hiện chấm dứt. Sau đây, để bắt đầu cuộc biểu tình chúng ta hô và tín hiệu để cho nhóm người và cho tinh thần lên cao. Hô và tín này khi nào tôi nói trọng Colabo thì tín hiệu là Colabo trọng lũ Colabo trọng lũ đã sẵn sàng để làm việc với nhau nào. Abba Đại sứ ca, đại đạo viên anh em ạ. Đại sứ ca. Trọng mafia kim đắc cơ. Trọng mafia kim đắc cơ. Aba li communist Việt Nam. Aba. Democracy phục lại Việt Nam. Hòa đề lâm ở Việt Nam. Hòa đề lâm. Liberté pour le peuple de Namibie. Liberté. Liberté pour le peuple de Namibie. Liberté. Liberté pour le peuple de Namibie. Liberté. Le Vietnam n'est pas à vendre aux Chinois. Pas.
lên Việt Nam đẹp ba bóng cầu xin hoa ba bóng ba bóng ba bóng Le secrétaire général du Vietnam dort. Le secrétaire général du communisme vietnamien dort. À bas les communistes vietnamiens. Freedom, Vietnam.
Liberté pour le Vietnam. Liberté, liberté, liberté. Liberté pour le Vietnam. Liberté, liberté, liberté. Liberté pour le Vietnam. Liberté, liberté, liberté. Bây giờ tôi nói freedom for the Vietnam đó, thì mình chỉ nói freedom đó. Freedom for Vietnam. Freedom, freedom, freedom. Freedom for Vietnam. Freedom, freedom, freedom. Freedom for Vietnam. Freedom, freedom, freedom. Bây giờ tôi muốn unite sẵn với chị đấy, unite sẵn. Unite for Vietnam. Unite, unite. Unite for Vietnam. Unite, unite. Xin chào các anh chị em. Anh muốn tập trung lên. C'est possible que c'est un petit peu sur quand il vous fait renverser. Je vous remercie. Đúng rồi. Rồi có người hả? Có người đề nghị anh em tản dài ra xung quanh cái công trường để mình thấy đông đảo vui vẻ. Đó. Thì cả lúc đang chậm chậm. Ngày nào mà trước mặt các anh chị em là phóng viên Thường An cùng với một người giúp chủ tịch sinh viên Việt Nam tại Paris, anh Sơn. Bây giờ chúng ta hô bài bác có hiểu nhá, anh em nghe không? Nghe ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục hô bài khẩu hiệu nha. Anh em nghe rõ không? Yeah. Bây giờ tôi nói no à la bandari communiste, anh chị nhớ no 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 đầu nhá. No à la bandari communiste Việt Nam. No à la bandari communiste Việt Nam.
Trước màn hình của các anh chị em là một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng giữa phóng viên Tường An và hai anh chị. Đây là hai người hoạt động chính trị đặc biệt tại Paris. Anh Nguyên là sĩ quan của lực lượng, một lực lượng đặc biệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một người có rất nhiều những năm tù tại miền Bắc của Việt Nam, giai đoạn 1975-76 tới năm 1985-1990. Vâng, thưa các anh chị em, chúng tôi đang có mặt tại quận 8 Paris. Phía sau lưng của chúng tôi cách 150m là tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam, nằm trên đường Rue Miromenin số 56. Ngã tư này là số 55, và đằng sau số 55 sát cạnh là số 56. Đã đợi một đời, mình để có những người xa sáng xe đi làm á, chạy ẩu lắm. A3 tức là lật đổ, là đã đảo. A3 là communist, đã đảo, đảng cộng sản. La raison de notre présence ce jour à Paris. La peine des faits passés présents. Chúng tôi có mặt ngày hôm nay tại Paris, tại nơi Việt đây. Nam, dans les années 1950 au nord et à mon âme, những người cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tạo ra cuộc chiến international. Những năm 1975, le sud du Vietnam était économiquement au niveau de ses voisins avancés. Taiwan, Corée du Sud, Singapour. Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn có thể được coi như là đứng đầu nền kinh tế của Đông Nam Á. Nhưng ngày hôm nay, sự thật của ngày hôm nay đã quá tàn khương cho đất nước của chúng tôi. Đó, lý do là do những người của Đảng Cộng sản đã chống lại sự dân chủ. Les camps de concentration et de travaux forcés qui ont vu passer des millions de civils, fonctionnaires et militaires de la République du Sud du Vietnam. La terreur, l'État est le pivot du système communiste. Il suffit d'une parole qui ne soit pas dans la ligne du parti, de courriel critique sur le net,
d'un article de presse sur un cas de corruption d'un des membres du parti pour être arrêté arbitrairement ou encore torturé dans les geôles des communistes. La répression constante et extensive contre les minorités ethniques dans les hauts plateaux qui se déroulent actuellement au Vietnam, qui ont fait des centaines de victimes. Les arrestations massives, les condamnations arbitraires à l'encontre des représentants. Chúng tôi có mặt ở đây để lên tiếng cho những người đang bị cầm tù tại Việt Nam vì lý do chính trị, vì lý do dân chủ. L'Église bouddhique unifiée du Vietnam est actuellement interdite. Ses dirigeants et hauts dignitaires sont en détention ou en résidence surveillée. L'ingérence politique se manifeste aussi vis-à-vis de l'Église catholique où l'ordination et la nomination des prêtres sont soumises au contrôle du Parti communiste. La destruction de l'environnement, à l'exemple des zones maritimes du centre du Vietnam, par une société nommée Formosa, est soutenue par le régime communiste en place. Formosa est une aciérie taïwanaise installée au Vietnam. Elle a déversé en mai 2016 des tonnes et des tonnes de produits chimiques dans l'océan et des millions de poissons sont morts suite au rejet de ces produits toxiques, contaminant et détruisant l'écosystème maritime régional. Bien évidemment, aucune enquête n'a été faite avec la complicité des hauts fonctionnaires communistes vietnamiens payés par les pots de vin de cette entreprise. Ceci est malheureusement une exemple de l'économie. Au vu de ces faits vérifiables et réels, những người không ra gì, xin các anh chị em đừng trôi nổi, đừng phản biện lại, bởi vì đó là những con người không còn lương tâm. Con người khi không còn lương tâm thì chỉ ngang với con heo, con gà, con vịt mà thôi, cho nên chúng ta không nên chấp. Ces valeurs sont le socle de notre nation, valeurs pour lesquelles a payé de sa vie Arnaud Bentram, officier de gendarmerie, mort en héros face au terrorisme, au fanatisme, l'un même qui animait les communistes vietnamiens afin de prendre le pouvoir au Vietnam. Et c'est seulement à ces conditions que toutes ces relations bilatérales auront un sens. Sinon, à défaut, toute coopération ou action pourra être considérée comme une approbation implicite de la dictature de Hanoï, un déni aux valeurs portées par la République et fournirait des moyens supplémentaires à ce régime dictatorial et mafieux pour renforcer sa politique d'oppression et de répression sans limite sur le peuple vietnamien. Nous vous remercions pour votre écoute. Vive la démocratie! Vive la France! Vive la France! Vive la France! Merci! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trước mặt các anh chị em là dược sĩ Nguyễn Quốc Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tự do tại Pháp, đang đi cùng với một người đại diện của phủ tổng thống tại Champs-Élysées để đi đến văn phòng phủ tổng thống trao thỉnh nguyện thư. Dược sĩ Nguyễn Quốc Nam và người đại diện của tổng thống Champs-Élysées. Chúng ta đang có mặt trên đường Lee Romani của quận 8, Paris. Chúng ta đang trên đường để đi đến điện Élysée. Điện Élysée là phủ tổng thống của Pháp và trao thỉnh nguyện thư. Đây là một người Việt Nam duy nhất làm, tức là có văn phòng Lotte, chủ văn phòng Lotte. Người con thứ hai của ông Nguyễn Quốc Nam cũng là một dược sĩ.
và người con thứ ba, một người con gái thứ ba, cô Út là giáo sư y khoa của trường Đại học Paris. Chuyên về ghép tủy, chuyên dạy về ghép tủy và thay máu. Những người quay phim ghi hình sẽ không đi theo được để vào điện Élysée, tức là vào phủ tổng thống, văn phòng phủ tổng thống. Chúng tôi sẽ đi tới cái ngã tư đằng trước và sẽ quay trở lại với đoàn biểu tình. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta dừng lại ở đây đây. Và tôi sẽ trở lại với đoàn biểu tình. Dược sĩ Nguyễn Quốc Nam đã đi cùng với người đại diện của Điện Élysée. Và chúng tôi, vì một số nguyên tắc an ninh và ngoại giao, chúng tôi không thể đi cùng được. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta đang ở quận 8 của Paris. Chúng ta đang ở quận 8 của Paris. Rue du Faubourg Saint-Honoré, quận 8, Paris. Cái live stream này sẽ chấm dứt ở đây và tôi sẽ trở lại với đoàn biểu tình, lát nữa sẽ trở lại với các anh chị em. Xin chào, thưa các anh chị em, chúng tôi đang có mặt tại quận 16. Và trên đường Miromenins, lực lượng cảnh sát có mặt tại đây và khá đông đảo. Các anh chị em
làm YouTube. Xin các anh chị em được phút nào hay phút đó chuyển ngay những hình ảnh live stream này. Vâng, trước mặt các anh chị em là phóng viên Tường An. Đoàn quận 8, Rue de Miromesnil. Tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam họ nằm ở trên đường Miromesnil số 56. Các xe cảnh sát là dày đặc. Của họ. Xin lặp lại cùng với các anh chị em, những anh chị em nào có mặt trên màn hình xin ghi hình lại, xin ghi lại trên YouTube, xin ghi lại để chuyển sang YouTube được phút nào hay phút đấy, bởi vì tôi vừa mới bị hư, vừa bị phá một live stream khoảng được 3 hay 4 phút. Trước mặt chúng ta là những người Việt tự do. Bây giờ là 8 giờ 8 giờ khoảng 8 giờ 20 phút tại Paris quận 8. Giờ này là giờ rất là khó để có thể tụ hợp nhau lại. Cho nên đây là một cuộc biểu tình mini. Vâng, xin lặp lại với các anh chị em một lần nữa là nếu live stream này bị hư, tôi sẽ phải buộc lòng dùng một cái account khác để truyền tải hình ảnh cuộc biểu tình mini ngày hôm nay. Và xin các anh chị em làm truyền thông bên Facebook và YouTube, các anh chị em ghi lại hình ảnh để chuyển sang YouTube được phút nào hay phút đó, bởi vì tôi nghĩ rằng sẽ bị phá tiếp tục. Đây là bác sĩ Linh. Dạ, kính ơi. Hầu hết những khuôn mặt đấu tranh của Paris đều có mặt tại đây. Các anh chị em Việt Tân cũng có mặt, và các anh chị em quân nhân cũng có mặt. Là kính anh. Dạ, trước mặt các anh chị em là anh Bình, một vị sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thuộc tâm lý chiến, và sống cùng ngòi bút là nhà thơ, chiến đấu cùng với chúng ta, cùng với công cuộc tranh đấu cho tới ngày hôm nay.
đến những tù nhân đang bị giam cầm tại Việt Nam. Anh chị em đừng có like. Xin các anh chị em không có gửi icon và không có bấm like trong những phút này, bởi vì rất là yếu cái hệ thống phòng thủ của các máy của tôi, là dù đã dùng tối đa, dùng cả hệ thống G7 của bên taxi, nhưng chúng ta cần phải giữ cái sóng này, cho nên xin các anh chị em đừng gửi icon này. Cảm ơn các anh chị em. Và các anh chị em hoạt động trong đất quan sông sông Mò, suy cố ngôi trên là sẽ phô đuôi tôn xin. Chúng ta đi đo về đề truy dòng ecosystem và mang chim ở regional. Nhà évidemment, aucune enquête n'a été faite avec la complicité de hauts fonctionnaires communistes vietnamiens. Payés par les pots de vin de cette entreprise. Ceci est malheureusement la question. Oui, quand j'ai encore une lời có mong những người không ra gì, xin các anh chị em đừng trôi nổi, đừng phản biện lại, bởi vì đó là những con người không còn lương tâm. Con người khi không còn lương tâm thì chỉ ngang với con heo, con gà, con vịt mà thôi, cho nên chúng ta không nên chấp. Ces valeurs sont le socle de notre nation, valeurs pour lesquelles a payé de sa vie Arnaud Beltrame, officier de gendarmerie, mort en héros face au terrorisme, au fanatisme, l'un même qui animait les communistes vietnamiens afin de prendre le pouvoir au Vietnam. Et c'est seulement à ces conditions que toutes ces relations bilatérales auront un sens. Sinon, à défaut, toute coopération ou action pourra être considérée comme une approbation implicite de la dictature de Hanoï, un déni aux valeurs portées par la République et fournirait des moyens supplémentaires à ce régime dictatorial et mafieux pour renforcer sa politique d'oppression et de répression sans limite sur le peuple vietnamien. Nous vous remercions pour votre écoute. Vive la démocratie! Vive la France! Vive la France! Vive la France! Merci!
trước mặt các anh chị em là dược sĩ Nguyễn Phúc Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tự do tại Pháp, đang đi cùng với một người đại diện của phủ tổng thống tại Champs-Élysées để đi đến văn phòng phủ tổng thống trao thỉnh nguyện thư. Dược sĩ Nguyễn Phúc Nam và người đại diện của tổng thống Champs-Élysées.
Vâng, xin chào các anh chị em. Không có chiếc đường nha, chiếc đường nha. Rồi đi, bây giờ anh em đi đi. Đi tự vọng được chứ. Được, đúng vậy hả? Được. Anh muốn tập trung lên. C'est possible que c'est un petit peu sur quand vous fassiez renverser. Je vous remercie. Đúng rồi. Rồi có người hả? Có người đề nghị anh em tản dài ra xung quanh cái công trường để mình thấy đông đảo vui vẻ. Đấy. Thì cả lúc đang chậm chậm. Trước mặt các anh chị em là phóng viên Thường An cùng với một người giúp chủ tịch sinh viên Việt Nam tại Paris, anh Sơn. Bây giờ chúng ta hô bài bác khẩu hiệu nha. Anh em nghe không? Nghe ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục hô bài khẩu hiệu nha. Anh em nghe rõ không? Yeah. Bây giờ tôi nói no à la Bandari, communist, anh chị nhớ no. Bắt đầu nhá. No à la Bandari, communist, Việt Nam. No à la Bandari, communist, Việt Nam. Truyền tải các clip Facebook live stream lên trên YouTube, xin các anh chị em chụp lại ngay màn hình, bởi vì chúng ta không chắc chắn là live stream này có được đi đến nơi về đến chỗ hay không. Mong các anh chị em giúp chúng tôi để truyền tải thông tin đi rộng. Phút phát hiện thứ nhất.
ra đây để bắt đầu cuộc biểu tình của chúng ta hô vài khẩu hiệu để cho nhóm người và cho tinh thần lên cao. Hô vài tiếng này khi nào tôi nói trọng
đã đạo trong lũ bán nước Hải Dương, đã đạo trong lũ bán nước Hải Dương, đã đạo cộng sản Việt Nam, đã đạo Việt Cộng. Trước màn hình của các anh chị em là một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng giữa phóng viên Tường An và hai anh chị. Đây là hai người hoạt động chính trị đặc biệt tại Paris. Anh Nguyên là sĩ quan của lực lượng, một lực lượng đặc biệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một người có rất nhiều những năm tù tại miền Bắc của Việt Nam, giai đoạn 1975-76 tới năm 1985-1990. Vâng, thưa các anh chị em, chúng tôi đang có mặt tại quận 8 Paris. Phía sau lưng của chúng tôi cách 150m là tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam, nằm trên đường Rue Miromenin số 56. Ngã tư này là số 55, và đằng sau số 55 sát cạnh là số 56. Đã đạo Việt Cộng, đã đạo Việt Cộng, đã đạo Việt Cộng. Đó mình thấy có những cái xa sáng xe đi làm á, chạy ẩu lắm. A3 tức là lật đổ, là đã đảo. A3 là communist, đã đảo bằng cộng sản. La raison de notre présence ce jour à Paris. La peine des faits passés, présents. Chúng tôi có mặt ngày hôm nay tại Paris, tại nơi đây, để phản đối những người cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tạo ra cuộc chiến những năm 1975. Le sud du Vietnam était économiquement au niveau de ses voisins avancés, Taïwan, Corée du Sud, Singapour.
Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn có thể được coi như là đứng đầu nền kinh tế của Đông Nam Á. Nhưng ngày hôm nay, sự thật của ngày hôm nay đã quá tàn khương cho đất nước của chúng tôi. Đó, lý do là do những người của Đảng Cộng sản đã chống lại sự dân chủ. Les camps de concentration et de travaux forcés qui ont vu passer des millions de civils, fonctionnaires et militaires de la République du Sud du Vietnam. La terreur, l'État est le pivot du système communiste. Il suffit d'une parole qui ne soit pas dans la ligne du parti, de courriel critique sur le net, d'un article de presse sur un cas de corruption d'un des membres du parti pour être arrêté arbitrairement ou encore torturé dans les geôles des communistes. La répression constante et extensive contre les minorités ethniques dans les hauts plateaux qui se déroulent actuellement au Vietnam, qui ont fait des centaines de victimes. Les arrestations massives, les condamnations arbitraires à l'encontre des représentants. Chúng tôi có mặt ở đây để lên tiếng cho những người đang bị cầm tù tại Việt Nam vì lý do chính trị, vì lý do dân chủ. L'Église bouddhique unifiée du Vietnam est actuellement interdite. Ses dirigeants et hauts dignitaires sont en détention ou en résidence surveillée. L'ingérence politique se manifeste aussi vis-à-vis de l'Église catholique où l'ordination et la nomination des prêtres sont soumises au contrôle du Parti communiste. La destruction de l'environnement, à l'exemple des zones maritimes du centre du Vietnam par une société nommée Formosa, est soutenue par le régime communiste en place. Formosa est une aciérie taïwanaise installée au Vietnam. Elle a déversé en mai 2016 des tonnes et des tonnes de produits chimiques dans l'océan.